Giới thiệu với tất cả mọi người, đây là TED F500 MK2 ha, một trong những chiếc máy cassette DAC cho ra chất âm rất là tốt. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử nghe âm thanh và chúng ta sẽ chơi cái băng metal. Đây là băng metal ha. Rồi thì mời anh em thưởng thức chất âm nha. Ngày nào tình ta đã phai, ngày vui có em cùng ai trên đời, là hôm tin anh về nơi cuối trời, anh ơi bao giờ nhớ thương này. Chúng ta sẽ có một cái volume output luôn. Cái con này có thể làm rì được, và chúng ta có thể nhiều cái chức năng và nhiều cần gạt. Con TED làm những cái núm vặn rất là đẹp ha. Bên đây thì chúng ta sẽ có memory stop nè, ghi nhớ cái phần stop ha. Chơi bias với ba chế độ, đó là metal C, RO2 và normal equalizer. Cùng với giảm tiếng ồn, input line hay là cổng mic. Đây là cái cổng mic ha, và chúng ta có thể sử dụng cái cổng line ở đằng sau nó để chúng ta thu băng. Ok, mình em thưởng thức lại chất âm nhé. Kể từ khi vắng nhau, em như tấm vải lụa đào, thương thâu đêm giấc ngủ xanh xao. Anh có bề nào ai đón ai đưa, cuộc đời là vánh chăn là sao thương thương em tiếng hát sang Xin cảm ơn tất cả các anh em đã chú ý nghe, và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video clip tiếp theo.